Alo, xin chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với kênh Nam Đen Vlog Official. Ngày hôm nay mình sẽ làm một cái clip đi lên suối để quay một cái thử thách là mình sẽ sinh tồn dưới nước trong vòng 2 phút, nghĩa là mình sẽ lặn dưới nước để xem mình lặn được bao lâu nha. Thì để tới được đây mình đã từ nhà mình tới đây thì cách được khoảng 1 giờ đồng hồ thì tới đây nha. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới suối để mà làm một clip nha anh em. Con xin mẹ tha thứ cho con, phận làm con chưa hiếu chưa tròn. Cha mẹ già ngày đêm tân táo. Ok nè, đoạn đường này rất là khó đi. Bây giờ mình sẽ đi xuống suối review cho các bạn xem suối một xíu nha. Bây giờ, xin chào anh em, bây giờ mình sẽ làm một cái clip thử thách sinh tồn dưới nước trong vòng 2 phút. Bây giờ mình sẽ bắt đầu lặn xuống nha ta. Để xin nước hả? Để xin nước hả? Ok. Ui, sao thế mày? 2 phút này, mà đếm nè. 2 phút, bắt đầu. Ông Nam đang ngâm trong vòng 2 phút. Vlog đang ở dưới suối các bạn. Bạn ấy đang nhạc thở. Sâu quá. Đấy. Được mà không sâu đâu. Sâu kia mà. Rồi sau nữa, tiếp tục. Rồi bây giờ mình sẽ thử lần nữa nha. Là thứ 24 các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ kết thúc video để mình review cho các bạn xem suối một xí nha.